Vân đi trải nghiệm hải sản Bà Niềm có những gì nhá. Let's go. Không phải lúc nào Vân cũng vào đây ăn đâu, phải có dịp đặc biệt lắm ý. Và hải sản Bà Niềm là một trong những chuỗi nhà hàng có tiếng tại Móng Cái đó nha. Các bà mẹ bỉm sữa đến đây đừng lo nhá, có khu vui chơi riêng cho trẻ con này, lại còn có cả ghế ngồi cho trẻ con lúc ăn nữa đó. Không gian quán thì khỏi chê nha, đẹp, sang và sạch sẽ. Ôi, mình thích nhất là giải đèn led con cá này, nhìn như kiểu đang ở đại dương ý. Nhà hàng thì có 4 tầng, riêng tầng 1 là không gian mở, còn các tầng còn lại theo như mình biết là có các phòng riêng này. Ví dụ như mình đây, tối nay mình được trải nghiệm tại một căn phòng ở tầng 4. Thực đơn tối nay có gì ta? Bỏ lúc lắc khoai tây, gà quay mật ong thơm lừng, nộm gia truyền làm tại gia. Tiếp theo là món cá đục kem tươi nè, khoai lang chiên mật. Món này là món dê hồng xíu nè. Cải chip xào nấm có nhất thiết phải hấp dẫn vậy không? Đây là ngao sần nấu canh chua, cái này tôi thích này, ốc hương hấp xả. Có ai thấy món này lạ giống tôi không? Chính là cá trình sốt cam. Còn cơm rang hải sản và ngô chao thì không có gì lạ rồi. Đầu tiên phải làm một chút khai vị bởi món nộm gia truyền tại gia xem thế nào. Trời ơi, ngon hết nước chấm. Không biết khẩu vị của mọi người như thế nào, nhưng mà khẩu vị với một đứa dễ ăn như mình ý, thì mình thấy món gà quay đấy rất là ngon, mềm và da rất là thơm luôn. Cá đục kem tươi, món này hay nha. Ăn như bánh ấy, kiểu không hề tanh mà cũng không hề có xương luôn. Mình nghĩ kiểu bé nào mà không thích ăn hải sản thì bị mẹ lòe là đây là bánh đó con, chắc là tin đấy. Khá ấn tượng với món cá trình sốt cam. Theo cảm nhận cá nhân của mình thì thịt cá mềm, da cá dai dai. Theo mình thấy thì sốt cam nó hơi đồng một chút. Ấn tượng thì ấn tượng, nhưng mà để nói nghiện cái món này thì không nha. Cái nếp ăn uống của mình nó dịu dàng lắm. Dịu dàng như cách mình đưa con ốc vào miệng vậy. Chắc là không có ai nhìn thấy đâu nhỉ. Dịp đặc biệt mình nhắc tới ở đầu video, đó chính là sinh nhật đứa bạn của mình. Ủa, tại sao nó được Bà Niềm tặng bánh mà không phải là mình? À, chắc là sinh nhật tổ chức ở đây được tặng đấy. Thôi để đợi sinh nhật của mình sau cũng được. Được mời đi sinh nhật mà, sao phải quan tâm về giá cơ chứ. Và video đến đây là hết rồi. Ăn rồi và bữa hôm nay rất là tuyệt vời luôn, đi về thôi.